Mắt lưới 10 phân, cao 5 mét và tay này dài của nó là 100, dài 90 mét. 10 phân nha cô chú nhá. Lưới như thế này các bác nhá. Bắt con cá từ một bàn tay cho đến những con cá mè hoặc con cá chép hoặc con cá rô phi từ 5, 10, 15 ký không vấn đề gì. Đấy. Đây là lưới này, cô chú nhìn thấy sợi lưới của nó không ạ? Nhìn cái mấu da mấu này, mấu da mấu này, hàng da hàng này đúng không ạ? Sợi nó rất là sáng trong, lưới thật của nó là như vậy. Và đây là cái màng ngoài cũng vậy này. Đấy, màng ngoài thì nó vô thì là sáng bóng trong nhá. Còn đây là thiết kế của Duy Chiến này. Hai cái tay này. Đấy, được ăn từ chì nhá. Đấy, sẽ lên lên tận chân phao này. Lên tận chân phao đấy, cô chú nhìn thấy cái đầu phao kia không ạ? Tác dụng làm gì? Phát hiện ra đầu và khi chống rách hai đầu. Để tác dụng của nó là khi cần cô chú lôi kéo như một cái lưới kéo nhá. Đấy, mà ăn xuống tận chân chì đi. Chì thì Duy Chiến cho rất là lang, lưới bà bản chì nhá, đánh hồ thôi. Còn nếu đánh biển thì nó khác, Duy Chiến chỉ nhận lưới làm đánh sông hồ thôi. Đây là hai cái phao. Đấy, hai cái phao này. Phao này, phao này là hai đầu cô chú nhá. Hai đầu này thì để phát hiện ra là hai cái phao đen, là tức là khi cô chú thao lưới cứ nhìn thấy phao đen là hai đầu. Cái đầu rất là quan trọng khi thao lưới. Không có đầu thì tìm đầu rất là khó. Đây là cái phao xốp, nó gọi là phao quả này. Phao này có tác dụng của nó là chống rối. Hai đầu Duy Chiến chốt này. Chốt khóa rất là cẩn thận và công phu thợ giỏi mới làm được. Mà lưới cao màn phải thợ giỏi mới bắt được cá cô nhá, chú nhá. Thợ vơ vấn là không đánh được cá đâu, nó déo màn. Đấy. Phao thì của nó là phao quá, chống rối, chốt khóa hai đầu rất là cẩn thận. Tay này có chiều cao từ phao này mà ăn xuống tận chân chì này là 5 mét. Thịt nhiều túi nhiều, mắt 10 phân sợ 25, chiều dài là 90 mét. Duy Chiến làm theo yêu cầu, cao bao nhiêu cũng được, dài bao nhiêu cũng được. Đấy. Thì hôm nay xưởng sản xuất lên đánh cá Duy Chiến quay. Số điện thoại là 0869680285. Cô chú anh chị mà có nhu cầu thì liên hệ đến xưởng sản xuất lên đánh cá Duy Chiến nhé. Xin chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị luôn mạnh.